Xin kính chào quý vị và các bạn. Mưa lũ ở miền Trung đã qua giai đoạn cao điểm. Từ đêm nay thì mưa sẽ giảm dần. Sông Vệ chảy qua thị trấn Sông Vệ tại Quảng Ngãi là con sông mà có lũ cao nhất miền Trung trong sáng ngày hôm nay khi mà đã đạt đỉnh ở trên mức báo động 3 và đang xuống dần. Dự báo là đến tối nay nó chỉ còn ở mức là trên báo động 2 khoảng là 20cm nữa. Sông Trà Khúc tại Quảng Ngãi hay là sông Côn tại Bình Định thì tối nay cũng sẽ đều xuống dưới mức là báo động 2. Riêng đối với sông Cromana và các sông ở Quảng Nam thì vẫn đang lên nhưng sẽ chỉ trên mức là báo động 2 và dưới mức báo động 3. Đến sáng sớm mai thì hầu hết các sông sẽ không còn ở mức nguy hiểm nữa. Bởi vì khi nhìn vào bản đồ dự báo mưa này thì quý vị cũng có thể thấy đó là những vùng màu xanh đậm như thế này, tương ứng với lượng mưa từ 25 đến 50mm sẽ chỉ còn xuất hiện trong chiều và tối nay. Từ đêm nay trở đi thì chỉ còn xuất hiện những ô màu xanh nhạt như thế này, tương ứng với lượng mưa là dưới 25mm. Như vậy từ ngày mai thì các vùng ngập lụt nước cũng sẽ rút dần. Một khu vực khác cũng có mưa trong chiều ngày hôm nay, đó là Nam Bộ, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại khu vực Tây Nguyên thì mưa chỉ xảy ra lác đác bất chợt trong ngày với lượng không đáng kể. Với miền Bắc thì trời sẽ hoàn toàn khô ráo, nhưng hôm nay trời đã nhiều mây hơn và chiều nay thì nắng mới xuất hiện. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội cũng như hầu khắp các thành phố khác dao động quanh ngưỡng là từ 20 đến 25 độ, riêng với Mộc Châu là 18 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa chiều nay có mưa vài nơi, nhưng gió tại đây vẫn mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Đảo Trường Sa, gió cấp 4, cấp 5 nhưng cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Và cuối cùng là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong chiều và tối nay. Dự báo lượng mưa từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi phổ biến từ 30 đến 60mm trong vòng 12 giờ, một vài nơi trên 80mm. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng là 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm trong vòng 12 giờ. Mưa giảm, nhưng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi từ Quảng Nam đến Ninh Thuận vẫn ở mức cao. Bà con sinh sống ở khu vực này cần hết sức cảnh giác, tránh xa những điểm đã và đang xảy ra sạt lở. Tuyệt đối không đánh bắt cá, vớt củi trên những con sông lớn khi lũ đang ở mức cao.